Thưa sếp, tập đoàn Takeya vừa mới gọi điện, họ xác nhận là sẽ ký hợp đồng của chúng ta đó. Ồ vậy hả? Ồ vậy thì tốt quá rồi. Cái hợp đồng này mà thành công là công của con lớn nhất đó nghe. Dạ con có làm gì đâu sếp, tất cả là nhờ công anh Ngọc, phó giám đốc đấy chứ. Tôi đâu có công cán gì đâu. Anh đừng có khiêm tốn, cũng nhờ anh lấy được cảm tình của mấy người đó nên họ mới chịu ký hợp đồng với mình đó chứ. Thôi 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 thôi, đừng có tranh cãi nữa. Đúng rồi, con cầm gì vậy? À đây là quà của bên đó gửi tặng ạ. Dạ đây là quà lớn của sếp. Ồ vậy hả? Còn có này là của anh Ngọc. À, của tôi nè. Trời hả? Ơi, món quà của tôi lớn quá. Ồ, bánh à. Chú mang hết cái hộp bánh này chắc béo phì. Nhưng mà nói chung họ tặng quà là quý quá lắm rồi. Wow, đồng hồ đẹp quý vậy ta. À, thương hiệu đó rất là nổi tiếng đó anh. Tôi không nghĩ mình lại được tặng cái đồng hồ giá trị như vậy. Hello. À đợi một chút. Ba con ra ngoài nghe điện thoại nha. Ra. Ba giữ cái đồng hồ kỹ giùm con đi. Alo, alo, rồi rồi nói đi. Sếp ơi, con thấy anh Ngọc là quân bài quý giá để mình lôi kéo thị trường Nhật Bản đó sếp. Sao con nói vậy? Bề ngoài của ảnh là style yêu thích của hầu hết phụ nữ trung niên ở Nhật đó. Nên con nghĩ là mình nên dùng hình ảnh của anh Ngọc để lôi kéo thị trường Nhật Bản. Gì đây? Cái này mà có thể là lôi kéo được doanh nghiệp Nhật Bản à? Trò cười. そちらに商品を用意いたしましたので、お帰りの際受け取りくださいませ。 Là phải cử đại diện công ty đi thi hả? Dạ, hiệp hội quy định vậy rồi đó chú. Cho nó thi luôn hả? Dạ, con thấy tướng ta anh Ngọc được. Ngọc, biểu. Dạ. Nhắm mới chơi được không? Dạ, đây là lần đầu tiên con chơi môn này, không biết được không nữa. Chơi thì nói thì dễ lắm, phá đám thì có đó. Nhớ là hồi vô đội hình đó là con phải đứng sau ba, cách xa ba ra, đứng phía sau, hiểu chưa? Dạ. Dạ. Thấy chú khởi động kỹ càng như vậy, chắc chú chơi môn này hay lắm hả? Hồi đó kêu tôi là vua cầu ngay mà. Bởi vì cái môn này nói dễ cũng phải dễ. Nó cần kỹ thuật toàn thân, ngoại trừ hai cánh tay, đầu, vai, ngực và đôi chân. Vậy thôi. Dạ. Vậy nãy giờ ba nói vậy con có nghe không? Dạ. Rút kinh nghiệm nghe chưa? Dạ dạ. Chú, vậy lát vô trận á, chú đá tấn công nha, con với anh Ngọc đá phòng thủ. Chuyện nhỏ. Dạ. Chuẩn bị. Dạ, Ngọc đứng sau. Dạ, không qua đây. Dạ. Đứng. Ba nói sao? Lui ra sao? Phía sau ba, cách xa ba ra. Lui nữa. Lui nữa. Nữa. Lui. Ra sân luôn hả ba? Ừ vậy đi. Rồi bắt đầu. Không được danh. Để tôi. Chú, ba có sao không vậy? Có sao không chú? Hơi rêm chút xinh. Chút đỉnh thôi. Chắc là khởi động chưa kỹ thôi. Thôi về dừng đi. Bắt đầu lại. Để tôi. Để tôi. Không danh. Để tôi. Để tôi. Sao mày không nói?
kêu để tôi. Trời ơi, cậu tới chân là phải đá. Năng động lên. Để tôi, để tôi. Quá, anh Ngọc lần đầu tiên chơi không vậy? Lần đầu. Đúng rồi, vận động viên có khác. Chơi lần đầu mà tốt hơn người bình thường quá trời. Thằng mày thôi, chó ngáp phải rồi. Hay còn hơn. Anh em tập trung đá vào chỗ ông Đà đấy. Ông Đà đã lỗ hổng đặc biệt của bên đội đấy. Ê, cái thằng kia mà nó ai lỗ hổng vậy? Cứ đá vào chỗ ông Đà đấy. Nè, anh đang nói cẩn thận nha. Sao nói ba tôi là lỗ hổng? Chúng tôi nói đều nói chuyện thật thôi mà. Nè nè nè, tôn trọng người lớn tuổi nha chưa? Lịch sự chút xíu đi nha. Ba tôi chỉ già thôi chứ không có hỏng. Tập trung vô trận đấu. Bỏ đi. Để tôi. Lần này mình đã có cảm giác rồi. Xuống. Đúng rồi. Xin lỗi, chú xin lỗi. Ba sao kỳ vậy ba? Không biết sao nè, ba đá kỳ quá. Có lẽ ba đá cái cầu nó mạnh quá đó con. Ba, vậy ba xuống chơi làm sao đi? Cái gì tự nhiên sao rồi đuổi ba xuống làm sao? Đúng rồi, chú ra phía sau đi. Phía trước để tụi con lo hết cho. Chú chơi trên này tốt mà. Thôi, đi đi mà chú. Thôi, ráng hy sinh đi ba chứ sao đội mình thua đó. Đúng rồi, đổi chỗ đi chú. Ủa sao đổi chỗ ông già vậy? Chán quá vậy, kỳ ghê anh ơi. Ê, mấy nhóc kia mày nói gì vậy? Chỉ nói vậy thôi mà. Đâu phải là công của mình tôi đâu, là của cả đội thôi. Ngọc hay quá, Ngọc ơi. À, con chân bài. Rồi, hả, con ơi, dạ. Anh sửa mà anh cầm gỗ đó hay gì nhé. Cảm ơn chị. Anh Ngọc, anh chú, mình nghỉ ngơi nửa tiếng xong mình đã chung kết luôn. Nghe nói hiệp hội lần này á cho giải thưởng là cao lắm á nha. Mà công nhận anh Ngọc Sama đá hay thiệt. Ôi, Ngọc Sama gì anh cứ chọc quê tôi hoài à. Sở dĩ tôi có được tinh thần dẻo dai và trẻ trung như vậy là nhờ mỗi ngày uống 2 hộp sữa Enlin, ba khỏe cơ xương khớp, cộng với mỗi ngày tập 30 phút thể dục mới được vậy đó. Anh Ngọc khiêm tốn mà, quan trọng á là anh Ngọc đá giỏi nè. Đôi chân vàng này hồi nãy giờ toàn bộ một mình anh là ghi vàng không á. Ôi, cố lên. Khi cầu phát qua là anh phải truyền cho tôi liền như vậy tôi mới tấn công được. Nhớ dạ, nha. Dạ. Nhớ kỹ đó. Dạ. Gì vậy? Có chuyện gì? Dạ, tụi con đang bàn chiến thuật trận chung kết đó chú. Sao? Bây giờ sao? Dạ, theo như con để ý á thì khoảng 80% là cầu sẽ được truyền đến chỗ của ba đó. Ủa vậy thì tốt quá, ba sẽ rổ tài cho coi. Dạ không, vì ba là lỗ hổng cho nên họ mới truyền cho ba đó. Cái gì lỗ hổng quá vậy? Nè, còn cái vấn đề rất là quan trọng này, nhớ nha, phải nhớ tuyệt đối là tôi dặn nha. Nó nói gì con ráng nhớ nha. Dạ dạ. Khi mà cậu bên đó giao qua, thế nào cũng sẽ giao chỗ của ba tôi. Tuyệt đối đừng để ba tôi bắt cầu, hãy nhậu giành giật liền nha, giành giật lấy cầu và truyền qua cho tôi để tôi đá bên kia thế nào cũng ghi bàn thắng. Con chừng là con quên là có mặt ba trên sân á. Ba giữ im lặng để con bàn chiến thuật chút xíu nha. Bây giờ nó rõ chiến thuật chưa? Rõ rồi. Cứ như vậy mà tiến hành. 1, 2, 3 ve để khí thế thắng nè. 1, 2, 3 ve. Ba ve khí thế chút xíu ve vậy sao ăn. 1, 2, 3 ve. Ba, lùi lùi giùm con đi ba, lùi con chút đi. Lùi chút đi ba, lùi chút nữa. Còn chỗ nào đâu lùi con? Lùi bước đi ba, nghe lời con đi. Hết rồi. Ba lùi giùm con một bước đi. Vậy là ba đứng ở ngoài sân á? Dạ đúng rồi, ba đứng ở luôn nha, đừng cử động nha ba. Con chỉ. Để tôi. Ba ơi là ba chạy vô nữa làm chi vậy? Con đã cho ba ở ngoài sân rồi ba vô làm chi? Cầu tới thì mình phải đá cho con. Bây giờ dù cầu có tới ba cũng phải né đi.
Có như vậy thì anh Khiêm mới phối hợp với con nhịp nhàng ghi bàn thắng được. Dạ. Ủa cái cậu tới mà tự nhiên mình né là sao không hiểu luôn á. Con đã cố tình cho ba ra ngoài sân rồi, ba cứ chạy vô. Bây giờ ba nghĩ đi, ba ở trong sân ba có làm được cái gì đâu, đúng không? Bây giờ ba cứ coi như là ba đang chơi bóng né đi. Cứ cái cậu tới ba né qua né lại né sao là đẹp mà được rồi ha. Còn bọn chị còn lại cứ để con với anh Khiêm lo, ba hiểu chưa? Tôi biết rồi. Ráng giúp con nha ba, con khổ quá mà. Thiệt á. Bây giờ gian cái lấy tinh thần nè. Dạ. Vô ba. 1, 2, 3. Yeah. Ba sao ba dễ yếu quá, sao có tinh thần. Thôi ba khỏi gieo đi, anh Khiêm lên đây. Hai anh em mình thôi. 1, 2, 3. Yeah. Ok. Trời. Đi. Ba sao ba lại né? Thì hồi nãy con nói là thấy cái cầu tới là né thì ba né đó. Thì con nói thì nói vậy thôi, nhưng tình huống hồi nãy là chỉ có ba trái cầu thôi, không có ai bên cạnh ba hết. Ba phải xử lý cái cầu với chú ba bên kia chứ. Ba ơi, ba làm gì bằng cái đầu giùm con nha, nha ba nha. Thôi về về đi anh Kim. Dạ. Anh vô vị trí này thủ đi, một mình tôi đã tấn công được rồi. Dạ, dạ. Đứng vậy là con che chú á. Ba ơi, ba làm ơn làm phước đứng im một chỗ thôi để cho con với anh Kim tập trung đá với bên kia nha. Con bé đẹp vì cứ càm ràm hoài. Rồi bắt đầu đi. Con một mình chú né thôi đó, con không có được né. Cầu là của tôi. À cũng vậy hả? Hay lắm Ngọc. Trước sau gì rồi sẽ có được những giây phút vinh quang nhất của cuộc đời mình. Hay quá Ngọc ơi, hay quá Ngọc. Nói ra xấu hổ, nhưng trong suốt 10 năm qua, giây phút vinh quang nhất cuộc đời tôi chính là trong cuộc thi cầu may. Lao tới, tung người lên rồi thẳng chân đá thật mạnh. Làm đối thủ chỉ còn biết đứng nhìn. Hôm nay tôi được công nhận là số 1. Phải công nhận, cảm giác đó thật là tuyệt vời. Là đối thủ chỉ còn biết đứng nhìn. Dù rất nhanh chóng, nhưng mùi vị của cảm giác đó tôi không bao giờ có thể quên được. Trận cầu là vinh quang của tôi.